Bình yên khởi lên từ trong tâm, không phải là cầu xin từ bên ngoài. Buddha ơi, nhưng giờ tâm của con đã tan nát rồi. Con đã hoàn toàn bị suy sụp Buddha. Ngài thích âm nhạc không? Có chứ, rất thích thưa Buddha. Con còn biết chơi cả đàn Vina. Vậy hãy nói cho ta nghe, khi dây đàn bị trùng, ngài có đàn được không? Không thể thưa Buddha, vì như thế thì âm điệu của nó sẽ không hay nữa. Ajatasattu nói rất hay. Vậy nếu như dây đàn quá căng thì sao hả? Nếu vậy thì lúc đó dây đàn sẽ bị đứt. Như vậy thì phải chỉnh dây đàn, vừa phải không căng cũng không trùng, các dây đàn cùng hòa điệu với nhau mới có thể tấu lên được những âm thanh du dương bay bổng, đúng vậy không? Ngài nói rất đúng. Ajatasattu, bây giờ dây đàn của ngài quá căng, chỉ gãy nhẹ thôi cũng đứt dây. Ngài hãy an trú trở lại, bình tĩnh trở lại, giống như dây đàn vậy. Ngài hãy điều chỉnh lại tâm của mình thì nhạc điệu trong tâm mình tự nhiên sẽ du dương. Love.